Vừa qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Uông Bí tổ chức hội nghị truyền thông phụ nữ với an toàn thực phẩm và giới thiệu mô hình kinh doanh trên nền tảng số Big Catback BCB. Tham gia tập huấn có Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã phường, chi hội trưởng, chi hội phó, chi hội phụ nữ, các hộ sản xuất kinh doanh tại chợ trung tâm Uông Bí và đại diện một số công ty doanh nghiệp, chủ cửa hàng, hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Tại chương trình, báo cáo viên Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh truyền đạt các nội dung kiến thức chung về an toàn thực phẩm, thực trạng an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh, thực trạng vệ sinh an toàn thực phẩm trong cuộc sống hàng ngày, hậu quả của việc mất vệ sinh an toàn thực phẩm đối với sức khỏe con người, những phương pháp phòng ngừa phòng chống bệnh tật, các mối nguy về an toàn thực phẩm do thực phẩm gây ra. Cũng tại hội nghị, lãnh đạo công ty cổ phần chuỗi ứng dụng công nghệ Big Catback đã giới thiệu tới các đại biểu mô hình kinh doanh trên nền tảng số của BCB, giới thiệu về ứng dụng BCB Shop và một số ứng dụng cho người tiêu dùng thông minh, cam kết đồng hành hỗ trợ hội phụ nữ các cấp và các câu lạc bộ, hướng dẫn, cài đặt app, trải nghiệm trực tiếp mô hình. Phần mềm quản lý bán hàng BCB Shop là phần mềm ứng dụng quản lý bán hàng được phát triển dựa trên tinh thần kinh tế chia sẻ và mô hình kinh doanh tiếp thị liên kết được thiết kế dành cho các chủ doanh nghiệp, chủ cơ sở sản xuất, chủ cửa hàng. Với nhiều tính năng là tiện ích vượt trội, phần mềm quản lý bán hàng BCB Shop cung cấp giải pháp, công cụ giúp doanh nghiệp vận hành hiệu quả, giao diện đơn giản, thân thiện và thông minh, tích hợp hàng loạt tính năng và tiện ích vượt trội. Phần mềm quản lý bán hàng BCB Shop giúp giảm chi phí vận hành, tối ưu hiệu suất nhân sự, giữ chân khách hàng, tăng tỷ lệ khách hàng quay lại, cung cấp công cụ và giải pháp phân phối hàng hóa sản phẩm đến tay người tiêu dùng, giảm thiểu khâu trung gian.